quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây treo trang trí như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Mình mở ra mình gập lại. Mình cũng sẽ gập theo những cái nét mình đã gấp sẵn đây. Đấy. Có sẵn nét rồi nên là gập cũng rất là nhanh. Mình tiếp tục mình gập qua gập lại, qua gập lại. Rồi cái phần này khô rồi. Tiếp tục mình gặp. Mình sẽ dán nó vào. Mình sẽ dán nó vào như này. Mình bôi keo vào nhá. Sau đó mình áp vào. Xong. Mình sẽ được hai cái mảnh nó giống nhau như này, rất là xinh rồi. Giờ mình sẽ dán nó cố định vào. Trước khi dán thì mình sẽ cắt một đoạn dây, mình làm dây treo. Dây treo thì mọi người sẽ phải gập làm đôi nhé, gập làm đôi để cho nó có cái móc đây này, cái móc như này. Nếu các bạn không gập làm đôi thì sẽ không có móc đâu. Rồi bây giờ mình sẽ dán vào nhé. Mình dán phần dây treo này vào. Mình cho một chút keo vào đã. Xong mình áp phần dây treo vào. Đây mình áp phần dây treo vào như này. Rồi bây giờ mình sẽ dán đè hai lớp lên nhau. Mình dán đè hai lớp lên nhau như này. Đây mình bôi keo vào. Rồi mình áp cái lớp này lên nhé. Áp cái lớp này lên. Mình ấn để cho nó được dính chắc. Rồi, mình sẽ được cái hình như này, rất là xinh. Giờ mình dán cái đầu còn lại vào nhau là xong. Mình cũng tiếp tục mình cho keo vào mình dán này. Mình dán vào. Sau khi dán xong thì mọi người sẽ thấy nó đang bị bung bung như thế này đúng không? Mọi người sẽ phải chấm keo vào cho mình. Chấm keo vào những điểm chính giữa này để cho nó được dính rất là chắc. Thế mình cứ chấm keo vào như vậy là được. Cho thêm chút keo vào đây nữa. Rồi cho mình ấn vào. Ấn vào. Mình lật mặt này ra và mình cũng làm tương tự như vậy nhé. Mình cũng cho keo vào và mình ấn vào. Tiếp tục cho keo vào. Mình cứ làm lần lượt cho đến hết. Cho keo vào ấn vào. Rồi mình ấn hai đầu này vào. Đấy, nó sẽ khớp vào nhau, nó sẽ đẹp. Bên này cũng như thế thôi nhá, nó đã khớp rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái màu đỏ. Điểm màu đỏ mình đã chuẩn bị từ đầu ấy. Mình làm cái hình trang trí mình gắn lên. Thì mình làm cái hình trang trí đơn giản thôi. Làm một cái hình trái tim. Mình gập làm đôi này. Mình sẽ làm hai hình trái tim nhé, để mình dán cả hai mặt, mỗi mặt sẽ có một hình trái tim. Đây, mình cắt một hình trái tim vào đây. Mình sẽ bỏ phần dưới đi nhé. Mình đã gập đôi cái bìa ấy, nên khi là mình cắt ra, mình sẽ có được hai hình trái tim nhé mọi người. Hai hình luôn rồi. Đấy, giờ mình sẽ gắn lên mình trang trí. Mọi người sẽ gắn keo vào cho mình, theo hình trái tim. Rồi mình áp vào. Mình mở mặt này ra. Mình cũng sẽ gắn keo theo hình trái tim và mình áp vào nhé. Rồi bây giờ mình áp vào. Xong. Sau khi làm xong thì mọi người giật bớt cho mình những cái phần keo dư dính trên này đi rồi. Keo dư ấy. Tại vì cái keo này nó khô nhanh, tạo những đường dư dư. Đây, đây là thành phẩm. Mình sẽ có một sợi dây treo này, rất là xinh. Những cái đường răng cưa ở các cạnh này mọi người nhìn đẹp không? Rất là dễ thương đúng không? Thì đây là cách mình gợi ý mọi người làm một cái sợi dây treo trang trí đơn giản.
Mọi người có thể tham khảo cách làm của mình để có thể tạo ra được những sợi dây treo giống như thế này nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.